Alo, chào tất cả mọi người. Ui. Chào mừng mọi người quay trở lại với Quyền Hàng Bãi Thang Máy Bắc Ninh. Hôm nay em lại làm video giới thiệu đến cho các bác ít hàng nhé các bác. Thì hàng hôm nay nó có những cái gì thì em giới thiệu luôn trên video này. Thì trước khi giới thiệu thì em chúc cả nhà mình, khách hàng và những người xem được video này, khách hàng của Quyền Hàng Bãi Thang Máy Bắc Ninh và những người xem được video này có một cái sức khỏe thật là tốt. Chúc các bác làm ăn thật là phát đạt nhé, có cái nguồn thu nhập ổn định, nuôi sống gia đình và bản thân mình. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu đến cho các bác từng mặt hàng một. Đấy, trước khi đấy thì em sẽ lướt qua trước nhé các bác. Thì đầu tiên thì em giới thiệu ông bác hôm nay em về hai cái chân inox này. Đấy, rất là đẹp nhé các bác. Em thì chưa nghĩ ra nó làm gì, em nghĩ là có thể các bác tháo cái tay này ra, cái tay này thì nó bắt ốc vào thôi. Đấy, các bác có thể tháo cái tay này ra để loa lên đây cũng được nhé. Hoặc là cái này nguyên bản ấy như trong công ty người ta để một cái lẵng hoa nhỏ nhỏ lên đây thì phải. Các bác, đấy, trông cũng rất là đẹp. Nó cao khoảng độ 70-80 phân, em chưa đo. Sau tí nữa em sẽ đo cho các bác. Bằng chất liệu bằng inox nha các bác. Rất là đẹp. Em có hai cái. Đấy, ưu tiên bác nào mua cả nhé. Tại vì các bác mua một cái thì nó ấy, em muốn là cho bác nào mua được ấy, là mua được cả luôn thì nó sẽ về nó được việc ấy, mua một cái nó cộc lạch. Tiếp theo lại lên cho bác cái khung nhôm này. Đấy. 240k một cái nhá. Các bác có vào việc gì thì alo em. Một con quạt hút siêu khủng long bảo chúa này, rất là to nha các bác. Đấy, hàng này ấy, thì motor thì là em thấy ghi là công nghệ Australia thì chả biết là của nước nào. Đó. Thế còn thì gióng quạt này thì của Việt Nam. Đó. Công ty Việt Nam gióng quạt nhé. Cái quạt này thì trông thì nó cũ nhưng mà thực ra cái quạt này nó rất là ít dùng. Và nó rất là chắc chắn nha các bác. Các bác nhìn này, thép nó rất là dày nhé. Dày á, dày phải 5-6 ly. Và các bác thích đẹp thì các bác tút lại cái sơn lại một lần thì nó cực đẹp luôn con này ấy. Đó. Các bác thích thì các bác sơn lại nhé, bởi vì cái quạt này theo em nắm được lý lịch là người ta mua về người ta dùng có độc có mấy lần thôi, xong người ta không dùng nữa, để mấy năm rồi ấy. Con motor nó bằng nhôm rồi các bác nhìn nó vẫn đẹp như này nhé các bác. Đấy. Chứng tỏ nó dùng rất là ít nhưng mà để lâu quá thì nó han. Đồ của Nhật đấy thì để cần này thì chưa ăn thua nhưng đồ Việt Nam thì nó cũng han rồi nhé các bác. Tiếp tục giới thiệu đến cho các bác một cái con em gọi là cái máy rửa tay. Đó, thì quạt thì nó vẫn còn sấy, nó vẫn còn điện, nó vẫn còn nhưng mà cái hệ thống nước thì đang thiếu. Về các bác lắp thêm vào. Chỗ này mấy cái trụ dập này, anh em sẽ thanh lý cho các bác giá rẻ rẻ một chút nhé. Mấy cái bình này. Và hôm nay em về được hai con tời nhá các bác. Hai con tời. Đó. Hai con tời này các bác này. Đấy, con kia to đùng ngã ngửa, con này thì bé. Bé hơn. Đó, bác nào thích con nào cũng được nhé. Chỗ này thì nó đồ linh tinh này. Chỗ này thì mấy con có con mấy con motor này các bác này. Đó. Mấy con motor nha các bác. Chỗ này là vẫn là inox lỗ này. Chỗ này thì là có mấy tấm inox lỗ này. À, mấy tấm inox lỗ và một tấm inox khung này. Đó, chỗ này thì là ốc inox. Ốc inox. Chỗ này là một bộ bánh xe này các bác này. Mấy cái con lô này. Đó. Chỗ này thì mấy cái chốt nhanh nha các bác. Mấy cái chốt nhanh. Chỗ này là có mấy cái nguồn adapter này. Mấy cái khóa này. Chỗ này mấy bộ bánh xe nữa này. Nam châm này các bác này. Em lật cho anh cái nam châm này lên nhé. Lật khéo nó dính vào người. Chỗ này thì là dây này các bác này. Dây em còn có mấy loại này nữa thôi. Đó, đây là mấy cái bàn xoay này. Chỗ này là mấy cái trụ dập, chỗ này là mấy cái tay quay này. Chỗ này là mấy cái lồng nhôm này. Đó, em cứ bày lung tung cả. Chỗ này một ít nhôm 4x4 này. Đó, còn một ít nhôm 4x4 này nữa nhé các bác. Đó, hôm nay em sẽ view cho các bác cái bôn nhôm 4x4 này nữa. Và một light này là phíp này các bác này. Phíp nhiều lắm. Đó. Chỗ này là nhôm này. Có mấy tấm nhôm. Chỗ này là mấy tấm inox, hôm nay mấy cái tấm to lỗ nó đi hết rồi, hôm nay nó mới hở ra này các bác này, nó hở ra. Đó, chỗ này cũng mấy tấm inox nữa này. Đó.
và chỗ này thì là em có mấy cái tấm nhôm lỗ, à mấy cái tấm nhôm lưới nhá, cái này bằng nhôm nhá các bác. Thì cái tấm này này em có hai tấm này, kích thước là 56 x 30 x 0,25, có nghĩa là nó dày 2,5 ly nhá các bác. Đấy, giá em bán là 210k cho hai tấm này. Đấy, mã này là 210k cho hai tấm này, em có hai tấm. Mã tiếp theo thì cái mã này em còn một tấm duy nhất này. Đó, nhôm lưới nhá các bác, kích thước là 78 x 30 x 0,25, 150k em có một tấm thôi. Cái này bằng nhôm, người ta sơn màu vàng chanh rồi, rất là đẹp. Tấm này đấy, 280k một tấm này, kích thước là 84 x 37,5 x 0,35. Cái loại này nó dày hơn nhé các bác, nhưng mà nhược điểm của nó là nó bị khoét chỗ này. Đó, nhưng mà nó rất là dày đấy, rất là dày, nó rất là nặng nhé các bác. Nhìn nó khác rồi, riêng hai cái tấm này thì nó khác, nhìn khác luôn. Đó, 280k một tấm, em có hai tấm. Và cái tấm này thì chưa thấy có giá này, chưa thấy có kích thước nhé các bác, thì em bỏ ra ngoài. Không có kích thước nhé, em chưa bán được. Tại vì không bán, không có kích thước thì các bác rất là khó mua. Cái tấm này 84 x 63 x 0,25 này, giá 300k. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Rồi, không gian nó hẹp nhé các bác, thông cảm cho em chút chút. Đấy, 300k, cái này em có một tấm duy nhất thôi. Quay sang bên này, quay sang bên này thì em có hai cái tấm inox lỗ này, hai tấm inox lỗ nha các bác, kích thước là 90 99 x 48 x 2, 550k một tấm, em có hai tấm, rất là đẹp nha các bác, cái này siêu đẹp luôn. Đó, các bác nhìn thấy chưa, cái mặt của nó soi gương được. Cái lỗ này thì nó khoảng độ 6 ly. Đó, hệ thống lỗ này nó khoảng độ 6 ly, dày dịt luôn. Đó, kích thước là 99 x 48 x 2, để em giải thích nhá. Một chiều dài là 99, chiều rộng là 48, và cái thành này cao 2 cm. Đấy. Thế còn cái inox này thì em đoán chắc nó khoảng độ 2 ly. Các bác nhìn cái góc này thì các bác biết thừa biết là nó cũng khá là dày nhá các bác. Đó. Đấy. Giá tấm này là 550k, em có 2 tấm. Đó, em có 2 tấm giống nhau inox luôn. 550k một tấm, em có 2 tấm. Mặt đằng sau của nó đây, quên không cho các bác xem mặt đằng sau. Đó, mặt đằng sau như này nha các bác. Đấy, mặt đằng trước kia nhìn không khác nhau lắm, mặt đằng sau thì người ta chưa đánh bóng. Có 4 cái lỗ ở 4 góc như này để bắt ốc xuống. Đấy. Giá là 550k một tấm nhé các bác. Em có 2 tấm. Tấm tiếp theo là cái tấm này, giá 600k này. Kích thước là 101 này, nhân 50 nhân 2, 600k. Đó, inox này rất là dày. Đấy, cái này các bác làm mặt bàn thì khỏi phải bàn thôi rồi, nó chỉ có duy nhất là có 4 cái lỗ ở 4 góc như này. Đó, có 4 cái lỗ như này ở 4 góc nhé. Đấy, rất là đẹp, soi gương được nhé các bác. 600k tấm này. Cụ em cũng giải thích luôn nhé là các bác, là cái này là dày 2 cm này, inox này là dày 2 ly này. Đó, nó dày 2 ly em cứ ghi đây nhé các bác. Tiếp theo là cái tấm này, giá 700k này. Kích thước là dài 124 x 50, cũng inox dày 2 ly và cái thành này cũng dày 2 phân. Đó, 700k. Cũng 4 lỗ có 4 góc như thế này. À, 4 góc có 4 lỗ như thế này nha các bác. Đấy, 4 lỗ 4 góc luôn. Dưới kia cũng thế này. Đó, đằng sau của nó thì cái tấm này đằng sau người ta còn đánh bóng rồi các bác này. Đó, cái tấm này đằng sau người ta cũng đánh bóng rồi, nhưng mà đánh chưa kỹ bằng mặt đằng trước thôi. Đó, rất là đẹp. Tấm này giá 700k này. Để các bác về, các bác làm mặt bàn bán thực phẩm tươi sống hoặc thực phẩm chín đều được nha các bác, vệ sinh rất là dễ. Tấm này giá 1.150.000 rồi. Đó, đó là toàn bộ những cái tấm inox và khung. Quay sang bên này thì em có mấy tấm nhôm này các bác này. Cái tấm nhôm đầu tiên em muốn giới thiệu đến cho các bác là cái tấm này, kích thước là 62 x 56,5 x 0,5 này, giá là 500k, dày 5 ly luôn nhá, inox chống trơn. Em có hai tấm nó giống nhau y đúc nhá, và nó có hai cái lỗ ở đây này các bác nhìn thấy chưa, hai cái lỗ này nguyên bản cái chỗ này là người ta lắp cái khóa nhá các bác. Đó, nhưng mà người ta tháo mất cái khóa rồi, cái khóa người ta lắp cái khóa, cái này nó là mặt nhá, nó là mặt, nó có hai cái lỗ ở đây này nữa này, và hai cái lỗ ở chỗ này nữa này. Đó,
550k, à 500k một tấm, em có hai tấm này nó giống nhau y đúc luôn. Đó. Tiếp tục sang bên này thì em có cái tấm nhôm này. Tấm nhôm này này 60 x 50,5 x 1 này, giá 780k. Cái tấm này thì nó có hai lỗ ở đây. 4 cái lỗ ở chỗ này bé bé, 4 cái lỗ ở chỗ này bé bé nữa. Và mỗi một góc này nó đều có hai lỗ như này nhá. Góc này có hai lỗ, góc kia có hai lỗ, góc này có hai lỗ. Lỗ này là em nhìn ý thì chỉ còn lại lỗ này là lỗ trơn. Đó, còn hai cái lỗ này, bộ hai cái góc này thì nó lại là lỗ gen. Đó. Giá 780k. Tấm nhôm này giá 1.650.000 này. Kích thước em để đây nhé các bác. Cái lỗ này là nó kích thước nó khoảng độ 2 x 4 nhé các bác. Kích thước cái lỗ này nó khoảng độ 2 x 4, bề mặt nó có một ít lỗ này. Đó. 1.650.000. Cái tấm này cũng 700k này các bác này. Nhôm này. Dày 2.7 nhé các bác. 121.7 x 84.5 x 20.27 này. Giá 700k, tình trạng là nó có hai cái hàng lỗ ở đây. Đó, nguyên bản cái này nó là cái tấm lót của cái đèn, cái màn hình LED nhé các bác. Tấm lót của màn hình LED. Tiếp tục sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác mấy cái tấm inox này. Mấy cái tấm inox cái này các bác làm gì cũng được nhé, rất là ngon. Đó. Cái tấm này này em còn một này. Dài 155.5 này, rộng 75, dày 5 ly nhé các bác, dày rất là dày. Dày 5 ly luôn. Inox 304. Đó. Inox 304 luôn nhé, giá tấm này là em bán là 2.950.000 này. Đó, thì mặt dưới của nó sẽ có, cái này là mặt trên nhé, mặt trên cho nó có bốn, có mấy cái quai. Các bác không thích thì các bác bẩy nó ra, nó rất là dễ dàng đấy. Cái này nó rụng mất rồi này các bác. Đó, người ta hàn điểm thôi, hàn chấm thôi. Đó, mặt kia thì phẳng lờ luôn nhé các bác. Mặt kia thì không có một cái vết nào cả, không có một điểm gì. Tấm này là tấm nguyên, không có một cái lỗ nào luôn. Đó. Thì em có hai loại nhé, một cái loại này. Đó, và cái loại bên cạnh này thì là nó thấp hơn 2 cm này. Thấp hơn 2 cm này, giá là 2.900.000 này. Đó. Đó. Một tấm này là 2.900.000, còn tấm bên này nó cao hơn 2 cm, các bác nhìn đấy, nó cao hơn nhé. Đó, giá là 2.950.000. Đó. Đợt trước em về cái lô này được 8 tấm thì nó đi được 5 tấm rồi, mỗi thứ được 4 tấm. Bây giờ nó còn 3 tấm nữa thôi nhé các bác. Các bác nào vào việc thì tranh thủ mua. Tại vì cái hàng này ít khi em thấy ít khi gặp lắm. Tiếp tục quay sang bên này là đến phíp tiếp nhé các bác, phíp đây. Đó, cái tấm này em bán rất là lâu rồi. Giá là 200k này. Đó. Nó sẽ có hai cái lỗ ở đây nhé các bác. 200k một tấm, kích thước em có ghi ở đây. Đó. Tấm này là 280k này. Đó, tấm này thì nó có một ít lỗ li ti ở khu vực giữa này. Đó, kích thước em cũng ghi ở đây rồi. Đó. Đấy là hai tấm phíp đen này. Quay sang bên này mà giới thiệu luôn đi. Cái tấm này 480k này, phíp vàng mà em hay gọi là phíp đá đó. Đó. Dày 1 cm nhé các bác, rất là nhiều. Đó. Tấm này 550k này. Đó, nó có một hai cái lỗ ở đây. Chỗ này có một hàng. Đó, chỗ này thì có 3-4 cái lỗ nữa này. Đó. Thế thôi, đẹp lắm các bác. 550k tấm này, phíp vàng. Đấy. Cái này, phíp này nó như là đá các bác. Các bác nghe tiếng nó kêu giống đá. Em cứ gọi là phíp đá. Nó vừa nặng mà nó vừa cứng. Kêu rất là to. Gõ ví dụ như cái tấm này nó chỉ kêu cạch cạch thôi. Cái tấm đấy nó kêu quen quen. Đấy các bác thấy chưa? Đấy, phíp gỗ đấy. Đây không biết nó là phíp gì. Nghe nó khác hẳn nhé các bác. Nó nặng hơn nhiều á. Cái tấm này giá 800k này. Đó, dài 102, rộng 73.5 x 1. Hả? Tấm này á? Không. Đo đến đây thôi gì? À, đo đến đây. Đây, sau anh lấy thước anh đo lại. Đó, và nó có 4 cái lỗ này nhé các bác. Có 4 cái lỗ này. Đó, 4 cái lỗ này. Cái lỗ này kích thước nó khoảng độ 2 x 3. 2.5 x 3.
Đó, giá em bán 800k. Lấy cho anh cái thước đây cả. Đấy. Quay sang bên này em giới thiệu đến cho các bác một ít fit nữa này. Đó, vừa thấy bà xã em bảo là cái tấm này là bà xã em không đo góc thì để em kiểm tra nhé. 55 này, 54,5. Đấy. Tấm chiều này. Chiều này là 76. Bà xã em đo cả rồi. Đo tất rồi. Kích thước này là bà xã em đo to tất nha các bác. Đó. Một chiều 54,5, một chiều 83,5 này là đo cả nhá. Thì cái góc này này. Cái góc này nó khoảng độ hơn, nó sẽ ăn sâu vào nó khoảng độ 3,5 cm. Đó. 3,5 cm. Nếu mà các bác cắt theo chiều dọc thì nó còn lại là, nếu mà cắt theo chiều dọc nhá thì nó còn lại được 76 này. Đó, 76. Cái chiều 54,5 sẽ giữ nguyên. Đó, cắt đến đây đi này. Đầu dưới cũng thế là nó còn được 76 nhá các bác. Tấm này giá 350k. Rất là đẹp. Đó, mặt dưới này cũng rất là đẹp này. Đó. 350k tấm này. Tấm này giá 380k này. Đó. Rất là đẹp, em có hai tấm thôi. Bác nhìn thấy chưa? Đó, hai tấm giống nhau này, giá 380k, fit này dày 2 cm nhé. Rất là dày. Đó, 380k. Nhà em thì khá là nhiều fit nhé. Tiếp tục sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác hai cái tấm này trước này. 60k một tấm dày 5 ly này. Tấm này nó xấu. Đấy. Bác nào mà mua nhiều em tặng tấm này luôn nhé. Tấm này giá 160k này. Đó. Đó. Và đây là cái tấm nhôm bát giác em bớt lại này các bác. Tấm nhôm này giờ em bán rất là lời ấy, vì cái tấm nhôm này. Đó. Tiếp tục nhá các bác, đây là những cái tấm phíp này nữa này. Đó. Cái này em có hai tấm này. Giá 350k một tấm phíp đen. Nó chỉ có lỗ ở một vòng quanh ria thôi và có một lỗ ở giữa như này. Đó, ngoài ra thì có mấy ít lỗ vòng quanh ria, chứ còn những cái khu vực này, khu vực dưới này là không có lỗ này. Nó có một cái lỗ duy nhất ở giữa. Cái này em có hai tấm nhé các bác. Đó. Và cái tấm này em có một tấm này. 90 x 60 dày 5 ly này, giá 200k. Đó, tình trạng lỗ của nó đây. Các bác nhìn thấy lỗ luôn nhé các bác. Nhìn thấy lỗ luôn. Đó. Và tấm này 450k. Đó, nó có hai hàng lỗ ở đây. Một hàng ở trên này và một hàng ở dưới kia này. Đó, ở giữa này là không có một cái lỗ nào nha các bác. Giữa này đặc biệt là không có cái lỗ nào cái tấm này. Giá 450k. Cái lỗ này thì mặt này nó to nhá, mặt bên này thì nó bé xíu. Đó. Đây là nó bẩn thôi nhá các bác, lau đi nó sạch bóng ấy. Đấy, em để nó bụi bẩn thôi nhá. Và cái tấm này này, em có 4 tấm này. Đó. Bốn cái này em có 4 tấm này. Đó, giá là 500k một tấm này. Đó. Quay sang bên này thì em giới thiệu tiếp cho các bác một ít nhôm nhá các bác. Nhôm này. Thì cái nhôm 4x4 này. Cái nhôm 4x4 thì em có cái mã này. Đó. 4x4 dài 162 nhá, giá 250k một cây. Đó. Nó có lỗ đây, nó có một hàng lỗ ở chỗ này. Đó, duy nhất mà có một hàng lỗ ở đấy, chỗ nào còn lỗ nữa không thì em báo các bác. Đó, vẫn cái chỗ đấy, người ta khoét lỗ dấu cộng. Đó, có duy nhất một cái lỗ ở chỗ này, khoét lỗ dấu cộng nhé, cả hai chiều. Đó, thủng cả hai chiều luôn. Đó, để người ta bắt dấu cộng. Nhôm này thì khá là dày nhé các bác. Đấy. Các bác nhìn thấy chưa? Nhôm cực dày luôn đó. Nhôm dày lắm. Nên đâm ra là nó giá nó cao tiền nha các bác. Nó dày thì nó nặng cân thì nó cao tiền. Đấy, các bác cứ nghĩ là 4x4 nó là 4x4. Nhưng mà nó rất là nhiều loại nha các bác. Loại dày, loại mỏng. Có loại nó còn dày cả hơn loại này nữa nha các bác. Nó dài 1m62. Cái này thì em chưa biết có bao nhiêu cây. Ở đây em đếm luôn cho các bác được này.
1, 2, 3, 4. Em còn 9 cây nhá các bác. Cái lô này em còn 9 cây này. Đó. Và cái này em có 3 cây này. 4 x 4 này. Dài 5m59 này, gọi là 5m6 nhá các bác. Giá 880k một cây. Vẫn là cái dạng như hôm này, dày á. Và trên thân của nó là khoét một ít lỗ. Đó, các bác nhìn nhá, nó có một ít lỗ ở đây này. Chỗ tay em chỉ này. Chỗ này cũng có này, nước khoảng độ 1m một cái. Đó, khoảng độ 1m một cái lỗ. Quay sang bên này thì có mấy cái lồng nhôm này các bác này, giới thiệu cho các bác cái lồng nhôm này. Cái này là 260k này, em còn vài cái nữa là hết nhé các bác. Đó, kích thước em để đây. Đó, bác chụp hình đi, quay bằng nhôm luôn. Cái này thì là quay bằng inox. Kích thước em cũng để đây luôn này. Đó, 200k một cái này. Kích thước là 25 x 20 x 12. Đó, các bác chụp hình đi. Quay này bằng inox này. Đó, bốn xung quanh của nó đây. Đó. Đế này đế đặc luôn này. Đó, các bác để như này để làm cài dao cũng rất là tiện nha các bác. Đó, để cài dao rất là tiện. Đấy. Để được không biết là cơ man nào là dao. Đó, mua cái này về cài dao rất là ngon. Em tính là độc để cài dao thôi đã là ngon lắm rồi. Cái này nữa thì cài dao thì em nghĩ cái này cài dao thì nó hơi phí. Đẹp, màu xanh đẹp, dã man. Đó, các bác để chỗ khu vực bếp cài dao ở đây cũng biết bao giờ nó hỏng. Sao lại bảo ngày xưa mua của thằng Quyền hàng bãi, mấy chục năm sau rồi kể chuyện là mua của thằng Quyền hàng bãi cái này mà mãi nó chả hỏng. Đó, tiếp tục tay quay này các bác này, giảm nửa tiền nhá các bác. Con này là size 150. Đó, 40k một cái này. Đó, có 40k thôi nhá các bác. Đây, đằng sau của nó đây. Đó, 40k một cái. Cái này có ốc à. Đó, loại này là size 200 này, có nghĩa là đường kính là 20cm. Cái này là 50k một cái nhá các bác. Giá em ghi đây là 100k. Em cứ giảm nửa tiền xuống. Đó, 50k một cái này. Mặt sau của nó đây nhá các bác. Đây nó dính bụi bẩn thôi, sơn vẫn đen bóng mà. Chưa dùng đâu nhá các bác. Cái thằng này là size 300 này. Size 300 80k một cái thôi. Đó. Có 80k một cái này nhá các bác. Đấy. Bác nào mà mua hai cái này có mất có 160.000. Đó, 160.000 cho một cái ống thép ở giữa nữa. Cho một cái ống thép nữa vào đây, nó này nhá, hai cái như này. Đó. Hàn lại chắc mất độ 10 phút là một cái cuộn duro dây điện quá xịn luôn nha các bác. Đấy, làm một cái cuộn duro dây điện rất là xịn nhá. Các bác mang đi bãi hoặc là các bác làm cái cuộn duro quấn ống phun thuốc trừ sâu hoặc là ống ấy đấy, các bác phun thuốc trừ sâu á, đặc biệt là các bác vùng Tây Nguyên nhá. Đó, nhưng mà cái này thì nó đúng ra cái này nó hơi bé này. Các bác xài được cái loại này nó tốt này. Size 400 này, 100k một cái này. Đó, các bác mà mua những cái cuộn duro dây điện quấn dây ấy, quấn dây mà ở Nhật người ta gửi về cũ rồi, nó bán toàn tiền triệu nhé. Cái này có hai cái này có 200.000. Các bác loạn làm đoạn ống sắt nữa ở giữa. Rất là rẻ nha các bác. Chịu khó làm thì nó rẻ. Đó. Cái này thì chắc làm cuốn dây điện thôi, làm cuốn ống nước thì phải làm nó dài nó ra thì nó mới cuốn được nhiều. Nếu mà làm ngắn thì nó không được mấy. Bởi vì size nó có 30 thôi. Cái dưới này là size 40 này. Đấy. Tiếp tục là cái trụ này. Trụ này là giá 270k này nha các bác ơi. Ti này là ti 20 nha các bác, ti 2 phân. Đường kính 20cm. Hành trình như này nếu mà các bác để cả lò xo này là 19cm. Mà bỏ lò xo đi thì bỏ lò xo đi là 19 nhá. Thế còn để cả lò xo mà các bác ấn để lò xo nó nén hết cỡ thì nó được 17,5cm hành trình. Đó, hành trình khá là dài nha các bác. Ti thì cũng còn sáng bóng, chưa có hiện tượng gì là xước sát gì cả, rất là đẹp. 270k một cái này. Quay sang bên này. Rồi có mấy cái đế, mấy cái bàn xoay này, bác nào
Đó là em quay cho các bác cái, các bác thích thì các bác chốt thôi. Không view nữa, dài lắm. Đó. Quay sang bên này này, em giới thiệu đến cho các bác ít dây. Cái cặp dây này nha các bác, cái cặp dây này giá 1.200.000 này. Dài 154 này. Dài 154 cm, bản này là bản 2 cm nhé, và thân dây nó cao 1.6 cm. Một cặp sẽ bao gồm hai thanh dây và 2 4 6 8 con bọ nhé các bác, tận 8 con bọ. Dây này là dây của Hàn Quốc. Đó, đây em cho các bác xem này. Dây này là dây của Hàn Quốc nhé. Cái này em view nhiều rồi nhưng mà em chỉ sợ bác nào đấy lại không xem được, muốn mua mà lại không xem được. Đó, Made in Korea này. Mã của nó là H20R. Đó. Giá em bán là 1.200.000 một cặp. Cái này thì em có số lượng nhé các bác. Em chỉ báo số lượng thôi. Còn bác lấy bao nhiêu thì các bác cứ alo trực tiếp. Số điện thoại em để trên video đó. Và cái cặp này, nó giá cũng 1.200.000. Cặp này thì nó là dây của Đài Loan, đâm ra nó rẻ hơn này. Made in Taiwan, ghi ở chỗ này nha các bác. Một cặp sẽ bao gồm hai thanh dây và 6 con bọ. Đó. Dây này là dây 23, dài 132 cm. Đó. Dây này dây 23 nhé. Còn cái dây này là dây 20. Và em còn một cặp duy nhất này, dây của Nhật này, THK, Samuit THK. Cặp này là dài 94 cm, bản dây 20 và dây cũng cao 1.6 cm này. Đó, giá em bán là 650.000 cặp này. Một cặp sẽ bao gồm hai thanh dây và 4 con bọ này. Đó, hai thanh dây và 4 con bọ. Tiếp tục sang bên này thì em lại giới thiệu đến cho bác nam châm siêu cường nha các bác. Nam châm siêu cường. Ủa đáng nghe em phải bê cái con âm ly ra, cái con bê nắp cách ly ở đây em test cho các bác. Bây giờ em chả có cục sắt nào nó nặng, em test cho các bác cái lực hút nhỉ. À đấy có. Đây. Để em bê cái cục này ra đây em cho các bác, em test cho các bác nhá. Và bác nào mua cái cục này em bán luôn này. Đấy. Để em test cho các bác cái cục này. Cho các bác xem nhá, cái cục này nó nặng một yến luôn nhá. Đó, em bê cái cục này lên cho các bác xem luôn, cục này bác nào thích em bán luôn. Nặng một yến này. Đó. Bình áp cách ly nhá các bác. Snyder này. Đó. Con này thì hình như là em nhớ không nhầm sản xuất tại Cộng hòa Séc. Đó, em để bẩn lên nha các bác. Đó. Điện vào là 230, điện ra cũng 230 và cộng trừ 0,15V, thế em chả hiểu thế nào, và 400V. Đó, nó ghi như thế nhé các bác. Đó, con này của Cộng hòa Séc này. Công suất của nó là 630 VA này. Đó, tương đương với 0,63 kW đó. Đó, bây giờ em sẽ test nam châm nhé, cùng ngày nó nặng khoảng 1 yến. Thì bây giờ em sẽ test cho bác cái nam châm này. Là cái khoảng cách từ đây mà ra đến đầu này nó khoảng độ 2 cm nhé. Em sẽ dính lên vào bên trong này nó khoảng độ 3 cm này. Qua nhìn nhá. Đó. Như này được 3 cm chưa? Chắc được rồi. Nhấc ngọt lành nhá các bác. Đó. Lắc nó không thèm ra đâu. Đấy. Bây giờ em sẽ bẩy lên để em bẩy lên để em dính ít hơn nha các bác. Đây em dính đến cái phần này thôi nhé, xem có được cái phần lỗ này. Đã dính đúng đến cái phần lỗ này. Đấy. Đúng đến phần lỗ luôn nhé các bác. Thử nhấc xem được không? Vẫn được nha các bác. Lắc không thèm đi. Đấy. Làm châm hút kinh khủng. Nhưng mà bẩy lên thì rất là dễ. Đấy. Đó là cái cục to nhá. Cái cục to này em bán giá là 280.000 này. Đó, dài 25,5, bản này là bản 8 phân nhé các bác. Nó rất là dày, nam châm nó rất là dày. Đây cái viên nam châm của nó đây. Đó. 280.000, cái này em có số lượng. Cái miếng thứ hai em giới thiệu đến bác là cái miếng này. Đó, dài 32,5 cm này. Bản này là bản 6 phân, em bán giá là 250.000. Đó, em cũng test cho các bác luôn nhé. Nó bé hơn nhưng mà lực hút cũng ghê gớm. Đây nhá các bác. Em sẽ đánh dấu cái lỗ này. Đây, em cho dính chéo chéo một chút nhé. Đó. Chéo chéo này. Ấy. Ui giời. Chưa được các bạn. Dính cần đấy chưa, ăn thua chắc phải ngậm sâu vào cần này mới được.
À. Đó, như này được à? Đấy. Lắc nó không kiểm ra nhá các bác. Đấy, nhưng mà 7 thì rất là dễ. Hút rất là ghê. Đó, tấm này là 250k. Đó, cái này thì em có khoảng độ 3-4 tấm thôi. Đó. Còn bác nào mua cục này thì alo em nhé. Chắc khoảng độ tầm dưới triệu. Cục này 630VA, miền áp cách ly của hãng Schneider và sản xuất tại Cộng hòa Séc. Đấy, cái tấm này này, dài 75,5cm này, bản này là bản 6 phân, giá em bán là 550k. Cái loại này của cái hãng Iakawa nhé các bác, Iakawa. Đó, Iakawa là của Nhật nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc nhé các bác, nhà máy đặt tại Trung Quốc. Đó, cái tấm này dài 77 này, cũng 550k luôn. Này toàn 550k thôi các bác. Cái tấm này dài 54, bản này là bản 7,5 này. Giá cũng 550k. Cái này dày dã man. Đấy các bác nhìn thấy chưa, nó rất là dày nhá. 550k tấm này. Em phải úp xuống nhá, đảm bảo an toàn. Và trong này thì cái bộ bánh xe này này các bác này, giá 550k này. Mã của nó là AC60, AC600 nhá. Rất là đẹp. Đó, 550k bộ này. Mà hôm nay em mới về được bộ này. Đó. Để cho các bác xem luôn cả bốn bánh này. Rất là đẹp. Đó. 550k bộ này, bộ này 500k này. Bộ này thì 300k này. Sẽ có hai bánh đứng được và hai bánh này là hai bánh thẳng này và hai bánh này là hai bánh quay. Đó, loại này siêu chịu tải nhé các bác, loại này chịu tải vô tư. Đó, và cái bộ bé xíu này là giá là, mã của nó là AC50 này, giá 250k. Hôm nay em không đo nữa. Đó, giới thiệu nhanh cho các bác thôi. Lâu lâu em lại đo một hôm. Cái quả lô này này các bác này. Quả lô này giá 100k một quả này, em có 5 quả này. Giá 500k, hôm nay bác nào lấy nhé, mình lấy cả 5 quả này. Bằng nhôm nhé, lô bằng nhôm em bán cho các bác giá 400k, chuyển khoản bao ship. Bán theo lô là phải bán thế. Đó, nó dài kích cỡ này các bác chụp đi. Đó, rất là đẹp như lô bằng nhôm. Đây là nhựa này, lại lên nhựa cho các bác này. Đó, lên nhựa cho các bác nhá. Nhựa này này, dài 31 này, rộng 4,2 này, dày 1,5 này. Giá 15k một thanh này nha các bác. Đó, 15k một thanh. Loại này dài 32 này, rộng 4,2 và cũng dày 1,5. Giá em bán là 20k một thanh này. Và cái lô này dài 48 này, rộng 4,2, dày cũng 1,5 này, em bán 100k cho 4 thanh. Cái này em có 4 thanh em bán 100k 4 thanh. Đó. Tiếp tục sang bên này là em lại giới thiệu đến cho các bác nha, những cái bàn vít me đen này. Bàn vít me đen này hôm nay em xả 1,2 triệu nhá. Đó, nhưng mà hôm nay em bán là 1,4 triệu bao ship. Đó, 1,4 triệu bao ship. Kích thước em có ghi ở đây rồi, hành trình em ghi đây rồi. Đó, cái này thì các bác mua nhiều các bác biết này, những cái nguồn adapter này, những cái nguồn adapter này nha các bác, của Hàn Quốc này, 12V 5A, em bán 100k một cái thôi. 12V 5A này 100k một cái. Dây nguồn đầu vào này nó dài khoảng độ gần 2m nhé các bác, còn dây đầu ra chắc nó độ mét thôi. Đó, hàng này là hàng của Hàn Quốc nhé, 12V 5A, 100k một cái, em có khá là nhiều. Những cái khóa hơi này, van điều áp này, ống 6 ly nhé các bác, em bán 70k một cái này. Đó, hàng của Nhật luôn nhé các bác, hàng này Nhật xịn đó. Đó, mic in Japan luôn này. Đó, ống này là ống 6 ly nhé các bác, van điều áp có đồng hồ luôn. Những cái khóa hơi này nữa này, cũng của Nhật luôn này, của SMC luôn này. Đó, SMC sản xuất tại Nhật nhé các bác. Đó, 120k một cái này. Ống này cũng ống 6 này. Các bác về không thích thì các bác thay ống khác nhé các bác. Có một số con thì cái ống ở cái giảm âm này này, cái giảm thanh này thì nó còn. Một số cái thì do quăng quật nó bị gãy này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa. Đó, thì khả năng em sẽ giao cho các bác những cái còn này trước, còn những cái gãy em sẽ giao sau. Đó, bác nào mua sau thì phải lấy những cái gãy. Tiếp tục em lên cho bác cái con này. Để em lấy cái thước em kẹp cho các bác nhé.
Thì hôm nay em về được một ít chốt nhanh này. Đó, cái con này nó bị mất cái tay nắm đỏ nha các bác. Đây cái tay đỏ này. Cái này nó rút ra được, nó rất dễ rơi. Đó, về các bác có thể là cuốn cái gì vào đây hay là kiếm cái gì ấn nó vào đây nhá. Có hai cái thì có bốn cái thì hai cái mất hai cái còn. Đó, em bán là 60k một cái này. Bác nào mua hai cái là 100k nhá các bác. Đó, 100k hai cái. Đó. Hành trình nó tối đa này, em đo cho các bác nhá. Hành trình nó tối đa này là nó được cái này là gọi là cái kẹp nhanh nhá, nó được khoảng độ 3,3 cm. Con ốc này thì các bác có thể nới ra được này. Đó, nó có con ốc ở đây. Đó. Đấy, các bác có thể xoáy sâu vào được nha các bác. Đấy, em view cho các bác một chút này. Các bác muốn chặt thì các bác hãm cái đầu này lại là nó chặt, nó không xoáy được nữa. Đấy. Đó, em đo kích thước cho các bác một chút nhá. Cái ti này, đầu tiên là đo cái ti. Ti này là ti 12,5 mà. Đó, ti 12,5 nhá. Đó. Cái đế này của nó này. Cái đế này của nó là 5,5 cm và 5 cm này. Đó, 5 và 5,5 nhá các bác. Đấy. Đấy, đem đo thế thôi. Đó. Giá em bán này 60k một cái, mà bác nào mua hai cái là 100k nhé các bác. Đó, em bày ra đây bốn cái thôi, bác nào lấy thêm thì em lại tháo thêm nha các bác, rất là đẹp nha các bác. Đó, tiếp tục sang bên này, ốc này các bác này 65k một cân hai cái mã này nha các bác. Đó, dài 22 này, gen 20. Và cái mã này là dài 16 này, gen 20. Đó, em bày ra đây có hai con thôi, em có khá là nhiều. Và cái mã này là dài 20 gen 22. Đó, ba cái mã này đồng giá là 65k một cân. Đó, và những cái thanh nhôm này này các bác này. Đó, nhôm 4x4 nha các bác. Đấy, em còn một ít này. Nhôm 4x4 dày 4 ly này các bác. Dày 4 ly. Đó, giá em bán 100k cho 4 thanh nha các bác. Thì một thanh này nó dài 30,5 cm này. Đó, dài 30,5 cm, 100k cho 4 thanh. Đó. Và quay sang bên này là những cái con ốc này là ốc bằng inox 36 nha các bác. Cái con này là dài 8 cm gen 22. Con này là dài 7 cm là gen 20. Đó. Gen nó bé hơn nha các bác. Con này là inox, toàn bộ là inox 36 này, rất là xịn nha các bác. Loại này thì em bán 100k một cân. Đó, bằng inox 36 này, rất là xịn, 100k một cân nha các bác. Đó, thì một cân em chữa cân xem được bao nhiêu. Quay vào trong này thì những cái tấm nhôm lỗ này, tấm nhôm này, nhôm lỗ này các bác này. Đó, em sẽ lướt lướt thôi nha các bác. Đó, giá tiền em để nguyên đấy rồi, hôm nọ em xả mà chả thấy bác nào mua mấy được, bán được khoảng độ chục tấm thôi. Cái này em có số lượng khá là nhiều nha các bác. Đây là nhôm đặc này. Đây này, tấm nhôm này là tấm nhôm thớt này. Đó. Quay sang bên này là tiếp tục giới thiệu đến cho các bác mấy cái tấm inox nữa nhé các bác. Đó, cái tấm này này. Có một tấm duy nhất này. Giá là 420.000 này. Kích thước em để đây. Nó dài, rất là dài nha các bác. Đó, dài lắm. Đó. Và nó bo ba mặt nha các bác. Bo ba mặt. Bo ba mặt, một mặt không bo. Ủa, bây giờ em lấy lên hơi khó nhỉ. À đây, lấy ở đầu này. Đó. Đây nhá các bác. Đó, người ta bo cái cạnh này và cái cạnh đầu đằng kia nữa và cạnh bên này, cạnh bên kia không bo. Đó, bác nhìn thấy chưa? Đó. Giá tấm này là 400 mấy, quên rồi. 420k này. Đó, 420k nhá các bác. Đó. Tấm này. Tấm này là giá 950k này, nó dài 3m09 này, rộng 23 cm. Đó. Và thành này của nó là dày 1,5 cm, cái thành này. Thành này dày 1, inox này thì chắc nó phải dày 2 ly trở lên. Rất là dày, nặng lắm. Đó, cái tấm này nó nặng là khoảng độ mười mấy cân nha các bác. Đó. Và người ta chỉ bo hai thành hai dài thôi nhá, còn hai thành ngắn này người ta không bo. Hai ngắn này người ta để thẳng nguyên như này này các bác. Đấy. Chỉ bo hai cái thành này lên thôi, bo hình chữ U lên như này.
Đó, tấm này 950k, em có một tấm duy nhất thôi. Đó. Tiếp theo là cái tấm này. Đó, em có một còn một tấm này. Dài 116 này. Rộng dài 116,5, rộng 44,5 này. Lỗ này là lỗ 10 ly nhá các bác, lỗ 10 ly. Và thành này người ta cũng bo lên là 4,5 cm, à 1,5 cm, giá 560k tấm này. Đó, em cho các bác xem mặt thế. Đấy, cái này thì người ta bo bốn mặt luôn. Bo bốn mặt luôn, mặt đằng dưới này thì không đánh bóng. Đó, và có bốn lỗ ở bốn góc này. Để bắt ốc à. Đó, thủng từ trên xuống dưới. Đó, cái tấm này thì giá là đây, và để giá đây nhé các bác. 560k. Có một tấm duy nhất thôi. Đó. Và cái tấm tiếp theo là cái tấm này. Cái này thì em còn hai tấm này. Đó. Cái này thì em còn hai tấm. Giá là 250k một tấm này các bác ạ. À. Dài 118,5. Rộng 25,5 cm. Đó, giá 250k một tấm thì hình thức của nó là như thế này nhé các bác. Đây. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Em sẽ lật ngửa ra cho các bác xem. Đó. Nó sẽ hình thức như thế nha các bác. Đó. 250k một tấm này, em có hai tấm thôi. Đó. Bây giờ quay vào trong này. Quay vào trong này thì em giới thiệu đến cho các bác hai con tời nhé các bác. Thì đầu tiên em giới thiệu đến cho các bác cái con tời này. Đấy, cái con tời này đây của nó đây nhé các bác. Đây là cái sợi dây nguồn này. Sợi dây nguồn nó ăn vào cái cụm để đấu điện vào motor này. Đó. Đây là cái cuộn dây ở tay điều khiển này. Đó, cuộn dây điều khiển nhé các bác. Thì cái con này ấy, thì không biết là thông tin motor của nó ở đâu nhưng mà em không tìm thấy. Đó, không tìm thấy. Chỉ biết là nó có tụ này là tụ của Hàn, à, tụ này là tụ sản xuất tại Đài Loan này. Đó. Thì còn thân thì chắc là nó dán ở đây nó bị bong mất rồi, hay là nó dán ở cái gậm này thì em chưa tháo ra. Ở trong này thì chưa nhìn thấy nó có cái gì không. Thì tình trạng là nó như thế này nha các bác. Đấy. Giá em bán là 1.850.000 này. Cái cuộn dây này nhá, riêng cái đống dây này nó dài khoảng độ hơn chục mét. Rất là dài, em chưa đo nhưng mà nó khoảng độ hơn chục mét. Rất là dài, chỗ dây này đáng tiền rồi. Mấy trăm nghìn chỗ dây này rồi nhá các bác. Nó 1.850.000 cái con này. Thì em đo nhé các bác, nó dài này, 38,5 cm. Nó chết cái là bây giờ cái con này các bác về mà cẩu nhẹ nhẹ thôi nhé các bác. Tại vì nó không có thông tin gì cả. Đó, nhưng mà chạy thì vẫn bao chạy. Mặt trên của nó đây. Đó, bề ngang của nó em đo cho các bác này. Con này nó không biết thông tin động cơ của nó là bao nhiêu watt. Đó, bề ngang của nó là 14,5 cm này. Đó, dài em đo rồi. Đấy, mặt này của nó cũng thế này các bác này, không nhìn thấy gì cả, không nhìn thấy gì luôn. Đó, bây giờ em sẽ test cái chức năng hoạt động của nó nhé các bác. Bây giờ em sẽ ghim điện này, để thẳng ổ điện ra đây cho các bác dễ nhìn. Đấy, cắm điện này, cắm điện vào nha các bác. Đấy, cắm điện vào, em để xa xa một chút này, bật điện lên này. Đấy, đèn báo đỏ rồi đây nha các bác, đèn báo đỏ là ổ cắm có điện này. Bây giờ em sẽ cầm cái này lên nhá. Đấy, có phanh luôn nha các bác. Đấy, có thấy chưa, điều khiển ở đây, chữ này là chữ tàu hay là chữ Đài Loan này, tay điều khiển đây nhá, có phanh luôn. Đấy, đấy, con này thì có cả móc, vẫn còn nguyên móc. Đấy, chạy ra chạy vào rất là ngon nha các bác. Đấy, em cho nó vào này. Đó, em cho nó vào rồi. Đó, giờ em rút điện nha các bác. Rút điện. Con đầu tiên. Đó, kích thước em đo rồi. Cái con này thì em thấy cái dây cáp nó hơi cũ cũ một chút nha các bác. Đó,
Thì có một tí ở đoạn ngay đầu này nó hơi sần sần này. Về các bác nếu mà các bác cẩu ngắn thì các bác cắt một cái đoạn nó khoảng độ 1-2 mét đầu đi nhá các bác. Đấy, dây thì nó còn cần này. Đó, hàng thì em bao cho các bác là chức năng hoạt động hoàn hảo. Nói con em bán giá 1,8 triệu này. Motor của nó thân nhôm nhá, cái bầu bầu đít này thì thân nhựa. Nó không có một cái chữ gì cả ngoài cái con tụ này 30mm này. Make in Taiwan này, Taiwan Technoly. Đó, thì còn hàng thì nó có chảy xước một chút nhưng mà motor thì chưa có sùi ghẻ gì. Motor bằng nhôm. Đó. Thân motor bằng nhôm. Con này em bán 1,8 triệu nha các bác. Đó. Được cái mớ dây này rất là dài. Đấy, tay điều khiển vẫn còn đây, rất là ngon nha các bác. Đó. Đấy. Dây điện thì cái dây đầu vào thì đây rất là ngon này, em có nối cho các bác một cái rắc cắm này rồi. Trước của nó là nó không có cái đoạn này đâu, em nối từ đoạn này lên này. Rồi tặng các bác cái dây này. Đấy. Đấy là con đầu tiên. Con thứ hai là cái con này. Con này thì nó to lắm. Con này thì nó đầy đủ thông tin hơn. Để kia. Đó là cái con này nha các bác. Con này giá 1,8 triệu này. Còn quay sang con này. Cái con này dây nó ngắn hơn nha các bác. Cái dây tay điều khiển này em chưa đo chắc được khoảng độ 4-5 mét thôi. Đấy, dây tay điều khiển đây. Đấy, chắc dài được 4-5 mét. Tay điều khiển thì khá là đẹp. Con này thì đẹp. Đó. Nhưng mà dây nguồn nó ngắn ngắn thôi. Nó tầm hơn mét. Con này nhược điểm của nó là cái nắp động cơ đây là bị bay mất rồi. Đó, bị bay mất cái nắp động cơ đây rồi. À, mất nắp cái nắp này nha các bác. Mà em có dán lại rồi nha các bác. Đấu lại, dán lại rồi. Con này motor cũng thân nhôm. Đít thì bằng sắt. Đít này là đít bằng sắt. Con này thì nó có cái tem này ở đây như tem chữ nước ngoài nhưng mà nó bay mất rồi. Em nghĩ cái tem này nó là tem cảnh báo thôi. Đó, còn cái tem này. Bây giờ em sẽ zoom lên cho các bác đọc nhé. Đó, con này nó đang bị bóng. Đấy, em để thế này thì khập, nhưng mà em lại phải một tay cầm điện thoại, à một tay cầm cầm máy quay. Nó đang bị bóng điện các bác. Để em cố gắng em sẽ zoom lên cho các bác xem. Ô đồ để em kê đằng lưng này nó vào. Đấy, được rồi, như này nó không bóng nữa. Đấy, bây giờ sẽ zoom lên em và các bác cùng đọc nhá. Em thông tin của nó. Tời điện mili. Model của nó là PA1200. Cái chỗ này nó bị rách rồi. Động cơ này. Tốc độ gì đây? Tốc độ 10/8 gì mét một phút này. 108 cho đến 54 mét một phút này. Em không hiểu lắm. Cái chỗ tải trọng này thì nó lại bay mẹ mất chữ, thế mới điên đấy. Mà cái chỗ tải trọng này nó bay mất chữ này. Động cơ là công suất là 1600W này. Chiều dài dây cáp là từ 40 mét hoặc 20 mét này. Đường kính cáp là 6 ly này. Cái cáp này không biết là còn phải có chính xác không, đời sau em kẹp nhé. Nếu mà cáp này thì chắc không phải 6 ly đâu, cáp này chắc cáp 8 ly. Đó. À đây. Đây này, bên này nó có hai cái hình nha các bác. Chỗ này là 302 cân này, chỗ này là 604 cân này. Thì em không biết là thế nào. Đấy, may ra nó có hai cái hình này này. Đó, bên này ghi là 604 cân này. Bên này ghi là 302 cân. Em nghĩ là tải tối đa được 6 tạ nhé. Cái chỗ này thì có ghi tải nhưng mà nó bị bay mất chữ rồi. Đó, động cơ là 1600W nha các bác. Đó, động cơ là 1600W này. Lớp cách điện số series này, trọng lượng là 34kg này. Đó. Nó thông tin là nó có cần đấy nhé các bác. Thì bây giờ em sẽ kẹp cho các bác cái dây cáp này. Cái dây cáp này thì cái cuộn này nó cũng khá là to nhưng mà em chưa tỏ ra xem nó dài bao nhiêu. Xem cáp này phải cáp 6 ly không. Cáp này cáp 6 ly thật các bác ạ. À, cáp 6 ly. Cáp khá là mới nhá các bác. Đây. Cáp này thì khá là mới.
Đấy, em thì lật má bên kia xem nó còn chữ gì nữa không nhé các bác. Đây có một cái tem nữa, ISO y siếc gì này. Đó. Bây giờ em sẽ test nha các bác. Test cho nó hoạt động nhá. Thì bây giờ em sẽ cắm điện này. Đây nhá, em để ổ cắm ở đây luôn. Test hoạt động cho các bác. Rồi em để ổ cắm xuống dưới này. À, trước khi test thì em đo kích thước cho các bác. Con này tại vì các bác nhìn trên video thì nó khó tưởng tượng là nó to cỡ nào. Nó dài là 48,5 cm này, tổng chiều dài. Motor này thân nhôm, hộp số cũng bằng nhôm luôn. Bề ngang của nó em đo luôn này cho tiện nhé, 17 cm này. Đó. Đấy, còn cái phần mà phần này này, dài nhất xuống bên đây là 24 cm. Không đo hai cái quai này đâu nhé các bác. Hai cái quai này sắt khá là dày dặn chắc chắn này. Hai cái quai này các bác nhìn này, rất là dày dặn chắc chắn. Đó, ốc bắt rất là uy tín. Đây mặt này của nó đây nhá. Màu vàng khá là đẹp. Tiếc cái là nó tem nó bị quăng quật, nó bị chảy rồi nha các bác. À, miếng sắt này khá là dày. Bây giờ em sẽ test này. Trước khi test em sẽ cắm điện cho các bác này. Con này động cơ 1600W, điện một pha luôn nha các bác. Điện một pha có tủ ở đây này. Đó, điện một pha luôn, không phải điện ba pha đâu nha các bác. Bây giờ em cắm điện. Bây giờ em cầm cái dây này này. Dây này điều khiển nhá, nó có cái công tắc này nha các bác. Bác muốn tắt thì các bác ấn xuống. Ấn xuống như này là tắt nhá. Nó gọi là công tắc dừng khẩn cấp đấy. Bật lên này, như này là đang có điện này. Em thử cho các bác luôn này. Đấy. Đấy, nó đang vào ấy. Đấy. Đấy, bây giờ ấn xuống là xoáy này là ấn xuống là tắt này, tắt rồi nhá. Bây giờ ấn nó không được nữa đâu nhá các bác. Tay gá là ngon. Bây giờ em sẽ cho nó chạy này. Đấy, vặn lên là nó mở công tắc điện này. Đấy. Có phanh hẳn hoi nhá các bác. Đó. Đấy, rất là ngon nha các bác, em test lại lần nữa này. Đấy. Con này em bán giá 3 triệu nha các bác. 3 triệu con này. Đó. Hàng thì em bao các bác là vẫn đang hoạt động bình thường nhá. Nhược điểm của con này là mất cái nắp ở đây rồi. Mất cái nắp ở động cơ này rồi nhá các bác. Động cơ cũng là động cơ nhôm luôn này. Đó. Đấy. Động cơ thân bằng nhôm luôn. Đấy. Cái này nó đến từ cái công ty gì ấy. Nó mất cái tem ở đây rồi. Rất là tiếc. Tời điện mini model PA 1200. Đó. Con này giá 3 triệu. Quay sang bên này. Thì em có ba cái khung nhôm này các bác này. Ba cái khung nhôm này nhá các bác. Đó. Kích thước là vuông luôn nhá các bác. Vuông là 73,5 cm này. Đó. Nhôm này gọi là nhôm 4x3. Chiều này là mặt này là 4 này. Mặt này là 3. Đó. Giá em bán là 240k một khung này. Em có ba cái nhá các bác. Đó, hôm nọ em về sau em có ba cái này, em có 6 cái này. Em còn có 6 cái nhá các bác. Đó. Bác có vào được gì không? Đấy, rất là đẹp nhá các bác. 240k okay, một cái khung này. Đó. Để em cất đi nhá các bác. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho bác, hôm nay em về được hai cái chân inox này rất là kỳ lạ này. Đó, nhà bác nào hay chơi hoa nhá, làm cái bình hoa đặt lên đây cắm thì quá là đỉnh luôn, rất là đẹp. Đó, hàng cực kịch độc, tuy là nó không đáng bao nhiêu tiền nhưng mà hàng kịch độc nhá các bác. Đó, bây giờ em đo cái đường kính cái mặt trên này 20 cm này các bác này, toàn bộ là full inox.
và chiều cao của nó nhé các bác. Chiều cao của nó là 69,5 cm này. Đó. 69,5 cm nhé các bác. Đấy. Đường kính đế nhé. Đường kính đế thì nó khoảng độ, xem là ngắm ra nào. Ủa, tôi lật ra đo đi. Lật ra đo luôn. Lật ra đo cho nó chuẩn nhá. Đế bằng inox luôn nhé các bác. Đấy. Đế trên đế dưới đều bằng inox hết. Đó. 25 cm luôn. Đó, 25 đế này là 25 cm trên 20. Đó. Cái quai này cho về các bác vặn lại nhá. Nó đang bị lỏng ốc ở dưới này. Mà về các bác vặn lại cho nó chặt, đệm con long đen vào vặn thì nó im. Còn các bác không thích thì về có tháo bỏ đi, quai bằng inox luôn, rất là ngon. Cái quai này em bán mấy chục nghìn một cái này này. Như là 100.000 bốn cái nhá. Chỗ này đã 75.000 rồi nhá các bác. Đó. Và cái trụ này quên em không lấy thước để đo. Đo cho ba cái trụ này xem nó là ống bao nhiêu nhá. Cái này nó mo, cái ống này nó mỏng thôi nhá các bác. Cái này thì để đảm bảo an toàn thì các bác chỉ đặt cái gì lên đây nó độ, nếu mà để cái vị trí nó hay đổ á. Ống này là ống 38 nhá các bác. Đó, ống 38 này, em kẹp được 378 này. Đó. Đấy, các bác có thể vào việc gì không? Em bán 300k một cây này. Em có 2 cây. Đó, cái này tháo rời được nhá các bác. Đó, tháo rời được ở đây ra này. Đó. Tháo rời ở chỗ này ra, các bác không thích thì các bác cắn đi, sau đó lại hàn lại con ốc. Đó, chỗ này tháo rời và chỗ này cũng tháo rời được. Đó, người ta thiết kế rất là hay. Sau em gửi đi khả năng là em sẽ tháo nhá. Thì con này là 300k một cô trụ. Em có 2 cái này là 600k. Ưu tiên bác nào chốt cả luôn nhá các bác. Đấy, chốt cả thì em đóng hàng một thể, mà em nghĩ là em vẫn muốn bán cho các bác nào mua được cả đôi. Mua được cả đôi thì các bác bày cái gì nó mới cân đối nhá, mua một chiếc thì hơi cọc cạch. Đó. 300k một cây này, 2 cây là 600k. Tiếp tục sang bên này. Thì hôm nay em lại về được một cái con quạt nhé các bác. Đó, nó rất là to. Đầu tiên em đo độ cao trước nha các bác. Cái đế sắt này. Đế sắt trông rất là ghê. Đấy. Các bác nhìn thấy chưa? Nó cao 64 cm. Nó rất là cao. Bề ngang của nó này. Đo luôn nha các bác. Bề ngang của nó nha. Nó cũng khoảng độ xấp xỉ 60 cm. Đấy. Các bác cứ chiếu thẳng như này thì nó khoảng độ 58 nhé. Bề ngang của nó 58 cm. Cái miệng hút gió này thì em đo kích thước bao ngoài trước nhé, là 28 nhân với 28. Thế còn lọt lòng của nó là 19,5. Đó. Lọt lòng của nó là 19,5 nhé. Em có để cái hai cái dây bóng ở đây để sau tí nữa em test cho các bác. Đó. Thế còn cái bầu này. Cái bầu lọc gió này, 20 cm này, bầu cánh quạt 20 cm. Đó, em đo từng tí một nha các bác. Các bác nhìn nào. Sắt rất là dày nhé, nó dày khoảng độ 5 ly, rất là dày. Đấy. Và cái đường kính của cái bát này, cái bát hút gió vào này, là đường kính bao ngoài là 30, còn đường kính trong là 21,5. Đó, các bác không thích thì các bác có thể tháo cái này ra. Đó, xoáy bằng ốc ở đây nhé, rất người ta thiết kế rất là tiện. Tháo cái bát này ra được nha các bác. Đó. Tháo cái bát này ra. Đó. Bát này tháo được nha các bác. Tháo cái bát này ra này. Bát này các bác không thích thì các bác tháo ra. Đó. Bây giờ em sẽ quay cho các bác cái chân đế nhé các bác. Chân đế này là chiều này là 53,5 cm này. 53,5. Chuẩn luôn nhé các bác. Chiều này. Chiều này là 35 cm. Đó. Chiều này 35 cm. 53-35. Kích thước đó gần như bao ngoài. Thì con động cơ đây nhé. Con động cơ này nó... Quý của con động cơ này nó là động cơ điện một pha 220V nha các bác. Đó, con động cơ này nó dài đến 29 cm này các bác này. 29 cm, động cơ khá là to. Đó, đường kính động cơ nó khoảng độ 17 cm. Đó. Bây giờ em sẽ cho các bác xem con động cơ nhá. Cái nắp này thì em chưa mở. Cơ bản nó chạy bình thường thì em chả mở làm gì. Bây giờ em sẽ cho các bác xem này. Em sẽ bật đèn flash lên cho các bác xem thông tin của con động cơ này nhé. À, tắt đi khả năng nhìn dễ hơn. Động cơ này của cái hãng là gì đây? Pacma sinh pha. Đó, sinh pha là một pha nhé các bác. Số hiệu motor đây. 220V này. 50Hz này.
1410 vòng một phút này. Để em bật đèn flash lên xem nó nhìn rõ hơn không. À, nhìn rõ hơn nữa các bác. Đó, công suất này 1,5 kW này, vôn là 220V này, số hiệu của động cơ đây nhá các bác. Đó, nhưng mà con này nó ăn một cái dòng ampere kinh khủng chưa? 9,7 ampere. Đó, công suất nó là một chuyện nhá. Con này khá là mới này, sản xuất năm 2018 này. Đó, con này gì đây? Động cơ này là của Trung Quốc. Đó, sản xuất theo công nghệ Australia, Made in Korea. À, Made in China. Đó, động cơ này là của Trung Quốc nha, sản xuất theo công nghệ Australia. Tất cả thông tin của động cơ này thì các bác nắm được rồi, vỏ nhôm luôn nha các bác. Con này thì cái vỏ nhôm này để lâu nó hơi xùi rồi. Đó, còn đây là thông tin của cái quạt này. Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Fantech Việt này. Địa chỉ tại khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội này. Đó. Thông tin này thì nó cũng đang bị đây là 1,5 kW này, motor này. Tốc độ gió này là 3.500 mét khối một giờ nhá các bác. 3.500 động cơ, tốc độ là 1.450 vòng phút này. Cái đế sản xuất này thì đang bị mất à, 29 bao nhiêu đây. Đó. Thông tin này thì các bác chụp lại đi, xong mò thêm xem nào. Đấy, quạt này là quạt của Việt Nam, động cơ này là động cơ của Australia, sản xuất theo công nghệ Australia nhưng mà made in China nha các bác, nói thẳng luôn là như thế. Đó. Đó, con này thì nó còn khá là con này thì theo quan điểm của em là nó chạy cực ít nhé. Bởi vì con motor này nó vẫn còn khá là đẹp. Nhưng mà do người ta để lâu rồi này, nó bị bong sơn. Đấy, về các bác có thể tút tát lại nha các bác. Bây giờ em sẽ test cho nó chạy nhá. Và cũng thông báo luôn là con này là nó nặng gần 60 cân nha các bác, rất là nặng. Đấy, để cho các bác tự tính toán là xem cái tiền ship hết khoảng độ bao tiền. Nó nặng gần 60 cân. Đó, bây giờ em sẽ cắm điện này. Cắm phát chạy luôn nha các bác. Con này chạy điện một pha nha các bác. Bây giờ em bắt đầu test này. Không biết là nó có sập cầu dao không. Đấy, kinh chưa? Đó, chạy động cơ một pha nhá. Con này nó quý cái là nó chạy động cơ một pha. Và con động cơ thì em có đo thông tin tất cả kỹ càng rồi. Con này em bán giá là 3 triệu chưa bao gồm phí ship nhá các bác. Đó, 3 triệu con này. Đấy, các bác về chỉ cần tút đi cái là nó đẹp. Đây nó có cái thông tin tem cảnh báo này các bác này. Cấm thò tay, cấm đi lại gần các thứ này. Đó, trên này là người ta có gắn một cái gì lên đây, nó có dính keo này, nó hơi bẩn bẩn nhá. Đấy, chính là cái chỗ bẩn này lại chưa bị chóc sơn này các bác này. Đấy, em cho các bác xem thông tin vòng quanh một lượt. Đó, con motor thì nó còn khá là đẹp nha các bác. Chỗ này nó bị ghẻ ghẻ sơn ra này, nó lộ ra là motor nhôm, thân bằng nhôm nhá các bác, rất là ngon. Đấy, cái phần này thì em nghĩ là những cái phần này này là cái phần dựng đứng nó không bám bụi nhiều, đâm ra là nó không bị han. Những cái phần, những cái mặt chỗ này nhá, cái chỗ này là cái chỗ nó bị hứng bụi nhiều, đâm ra nó bị han nhá. Bụi sau nó tích tụ ẩm, kiểu người ta không dùng đến, người ta để lâu ngày ấy các bác. Đấy, những cái chân của nó kìa, nó bị han nhiều hơn. Giá con này em bán 3 triệu. Đó. Và những cái đồ lằng nhằng này nhá các bác, hôm nay em giảm cho mỗi con 20k. Đấy,
Cái con này là 100 còn 80 này. Đây em bán đầu cái chốt này là bán 50 rồi nhá các bác. Em chưa tính hai cặp dây này. Con này 120 thì còn 100 này. Thì bán cái chốt này 50 rồi này, à 60 rồi này. Thì còn 8 còn 40 thì đã hai cặp dây này đáng 30 nữa này. Thì còn có 10.000 những cái cơ cấu này, nếu mà các bác không dùng các bác phá ra này toàn phíp nha các bác. Đây bộ chân nhựa này. Đấy có những cái con nó đầy đủ chân như này, nó có con thì nó mất bớt rồi nhá. 120k thì còn 100 này. Con này 150k thì còn 120 này. À còn 130 này. Đó. Và quay vào đây thì em giới thiệu đến cho các bác cái hôm nay em lại lên cho các bác cái con máy sấy tay này. Em gọi là con máy rửa tay, máy sấy tay nhá các bác. À con này nó ở trong công ty là nó vừa để rửa tay vừa để sấy tay. Đó. Bởi vì là rửa tay thì là có vòi nước ở đây xả ra nhá các bác, nhưng mà nó đang bị mất hệ thống nước rồi. Đây đây là cái vòi nước này, nó xả nước ra ở đây để các bác rửa này. Nó có cái vòi ngắt nghéo để các bác uốn lên vị trí nào cần biết. Và đây là cái vòi để xả hơi nóng ra nhá. Đó, xả hơi nóng ra để các bác sấy tay cho nó khô. Em gọi là cái máy rửa tay nó là như thế nhá các bác. Đấy. Đây là trong này nó là một cái chậu bằng inox luôn. Cái tổ này thì nó là full inox nhá, ngoài đồ điện ra thì không có cái gì khác ngoài inox. Đấy à, có cái này khác này, đây nó là miếng gương. Em xin lỗi các bác nhé, đây miếng gương. Thì đây là nó có những cái gì nha, trong này nó có một con át tổng này 20A, hai con khởi này, ba con giờ le này, cái này là điều khiển thời gian này, giờ le thời gian này, hay là em cái này thì em không dành lắm đâu nhá các bác. Đó, ba con này và ba cái này nó gọi là cái gì nhỉ, cái này nó gọi là cái gì em quên mất tên, tại vì cái này không buôn nên em không nắm được. Cái này nó gọi là, em không nhập, cái này có ôm rôn luôn nhá các bác. Quái hàng xịn lắm. Cái này có ôm rôn này. Cái này nó gọi là cái giờ le này. Cái này mới gọi là cái giờ le này. Còn cái này nó là cái chỉnh nhiệt đấy các bác. À chỉnh timer ấy, timer chỉnh thời gian đó. Và đây là cái chỉnh nhiệt này. Đấy, người ta có ghi từ 0 này cho đến 320 độ nhá, tối đa là 320 độ và chỉnh nhiệt. Cái này nó chỉnh nhiệt là nó chỉnh nhiệt cho cả cái khu vực này và nó ăn vào ba cái thanh gia nhiệt ở cái ống thông gió này. Đó. Đó, em trước mắt là em nói cơ cấu hoạt động của nó nhá. Thì cái ống thông gió đấy nó sẽ ăn xuống cái quạt gió này. Đấy, cái ống thông gió thì nó sẽ ăn xuống cái quạt gió này. Cái quạt gió này thì là của nước nào đây? Chả biết của nước nào các bác ạ. Con quạt gió này là điện 110 cũng chạy mà 220 cũng chạy. Thế miliac này. Điện một pha luôn. 3450 vòng một phút. Công suất của nó là 1,2 HP. 1,2 HP thì con này nó tương đương với khoảng độ 400W nha các bác, gần suýt soát 400W. Đó. Có một cái con quạt này đây, đây các bác nhìn cái hệ thống nước này. Cái hệ thống nước này đi lên là bị mất rồi nha các bác. Đây là cái chậu này, đường xả của chậu này. Đó. Hệ thống nước nó đi lên từ đây này. Đó. Thì mất nước rồi, về các bác lắp lại hệ thống nước là xài được thôi. Đây là cái quạt này nó thổi qua một cái lọc này các bác này. Cái lọc này đây nhá, cái lọc. Đấy, sau đi lên cái kia là đi qua cái chỗ thanh đốt đó. Đi qua cái chỗ thanh đốt cái thanh để đốt nóng không khí này. Đấy, ba cái thanh đốt để đốt nóng không khí nhá các bác. Đây là cái điều khiển nhiệt này. Đấy, điều khiển nhiệt độ, nó cái dây này là dây cảm biến đi xuống dưới này. Đó. Đấy. Bây giờ em sẽ cắm cho các bác test cái quạt nhé. Đây nó còn một loạt những cái đèn báo gì nữa này em không biết đâu. Đây nó có một cái con công tắc khẩn cấp này. Đó, những cái đèn này thì em không biết nó là đèn gì đâu nha các bác. Nó dây dở nó ra đầy đây này. Đây nó có cái cảm biến này. Đây có một cái con cảm biến nữa nằm đây nhé các bác. Bây giờ em sẽ test cho các bác cái con động cơ này. Đó. Từ từ để em đấu điện phát nha các bác. Em đấu điện nó vào đây này. Điện là có dây của nó khá là dài nha các bác. Em đừng sờ vào khu vực này nhá. Anh cắm điện anh đi ra kia anh view á. Cái thước đâu nhỉ? Cái thước. Thôi không cần. Đó, em nhét cái cục này vào đây cho nó khỏi chập vào nhau này. Đó. Bây giờ em sẽ cắm điện để cho nó chạy, cái quạt nó chạy luôn nhé các bác. Em cắm điện phát là cái quạt kia nó chạy này. Là em ra để em view với các bác. Bây giờ em sẽ bật công tắc này để nó chạy này.
sao không chạy nhờ? Vừa nãy nó trục trặc tí ở cái chỗ cái ổ cắm này nhá. Đấy, bây giờ em sẽ bắt đầu em bật này. Em mở ra trước cho các bác xem. Bây giờ em sẽ bật điện lên này, chạy này. Quạt đang chạy rồi nhá các bác. Đó, quạt đang chạy rồi. Nó sẽ thổi gió lên đây này các bác này. Đó, thổi gió lên khu vực này. Đó, và trong kia là nó sẽ có cái sấy nhá các bác, thổi gió nóng ra đây. Các bác lấy nước thì các bác lấy nước ở đây. Thì em mình nghĩ là cái công tắc này là cái công tắc bật quạt đấy. Đó, em nghĩ thế. Đó, rất là ngon nhá các bác. Bây giờ em sẽ tắt đi để em đo kích thước cho các bác. Cách vận hành của nó là các bác xả nước rửa tay xong rồi là có vòi sấy luôn nhá các bác. Đó, em rút ra luôn đi cho an toàn. Đó, bên trong thiết bị thì nó có cần này thứ này. Thì cũng như ban đầu em nói với các bác, ở đây nó còn một cái còn một cái nguồn tổ ong. Em nghĩ cái nguồn tổ ong này nó cấp điện cho mấy cái giờ le này nhá, mấy cái giờ le này. Đó. Tại vì cái này là 24 V mà. Đó. Bây giờ em sẽ cái tủ này là hoàn toàn inox ngoài đồ điện và một cái tấm gương ở đây. Đó. Một cái tấm gương ở đây. Bây giờ em sẽ đo kích thước cho các bác nhá. Và khả năng cái sản phẩm này nó sẽ là sản phẩm cuối cùng em view cho các bác rồi. Lâu lâu em lại lên nhá các bác. Thước anh để đâu nhờ? Ôi chả biết để thước ở đâu rồi, chết ấy các bác. Đó, bây giờ em sẽ đo kích thước cho các bác cái tủ này. Cái tủ này nó bằng inox rất là đẹp nhá các bác. Đầu tiên thì em đo cái thớt trên này. Cái thớt trên này em đo từng thớt một nhá các bác. Thớt trên này nó cao đến đây là 69cm này. Đó. Bề ngang của nó em đo một lần thôi nhá các bác. Bề ngang của nó là 58 này. Độ sâu của cái thớt trên này là 23cm. Đó, thế còn em đo cái mặt chéo này nhá. Cái mặt chéo này là 34 này. Đó, 34 này các bác này. Đó, 34 và 58 này. Cái lỗ này của nó chiều này thì là 29 này. Chiều này thì là 18 này. Đó. Thế còn thớt dưới nhá. Thớt dưới em đo cho các bác chiều cao. Cái bề ngang của nó thì là 58 rồi. Chiều cao từ mặt đất này lên đến đúng cái góc này nha các bác. Đúng cái góc này là 90 phân. Đó. Độ rộng thì rất là rộng. Rộng từ bên này. Ở cái góc này em quay nó hơi chật này. 53cm. Đó, 53cm. Và tổng chiều cao của cái tủ này nó rất là cao nhá. Chắc nó phải cao tầm cỡ trên 2 mét đấy các bác. Nó cao á. Nó cao 1m75 các bác ạ, 1m74, 1m75. Đó, 1m75 nha các bác. Đấy. Toàn bộ là thông tin là như thế nha các bác. Cao tổng là 1m75. Đó. Hình thức nó như này. Bốn dưới bốn cái chân của nó cũng bằng inox luôn nha các bác. Cái chân trụ trụ tròn tròn ở bên dưới chỗ tay em chỉ này. Nó cũng bằng inox luôn này các bác này. Đây. Chân này cũng bằng inox luôn nha các bác. Đó, rất là xịn. Mặt bốn mặt thì đều đánh bóng bóng lừ bóng lộn soi gương được. Đấy các bác nhìn thấy người em rồi. Đó. Đây nữa này, cũng bóng lừ bóng lộn luôn nhá. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Bóng soi gương được luôn đấy. Đó. Bác nào mua con này thì alo em nhé. Con này là bây giờ nguyên bản như này cân lên là nặng 75 kg. Đó, 75 kg nhá các bác, rất là nặng. Đó, đó là cái sản phẩm cuối cùng em muốn giới thiệu đến cho các bác rồi. Ngoài ra em vẫn còn một số những cái hàng nữa nhưng mà em lướt qua thêm nhé các bác. Ví dụ những cái khay này này 130k này. Đó, khay này 130k này. Đó, mấy cái con motor này em bảo lên nhưng mà em lại không lên được này. Đó. Thôi để mà like sau đi các bác. Mấy cái bình này. Hàng của Nhật này. Đó, cái con này thì chắc là của Trung Quốc. Cái còn cái con này của Nhật nhé. Rất là xịn. Đó. Giá 1.800.000. Ngoài ra chỗ này em còn mấy cái tấm inox này nữa này. Đó, cái loại này thì em có 2 tấm này. Đó, kích thước em để đây, em có 2 tấm. Đó, lỗ này nó khoảng độ 1 phân đến 1 phân 2. Cái tấm bên trong này em có 4 tấm này. Nó dày hơn nhé các bác, dày 2.4 ly. Đó, rất là đẹp. Đó, ngoài ra còn tấm này, em vẫn còn. Tấm này em vẫn còn. Đó.
Đó là những cái mặt hàng em giới thiệu đến cho các bác ngày hôm nay nhé. Và video của em hôm nay đến đây là hết rồi. Các bác mua được gì thì liên hệ với em qua cái số Zalo em để trên góc trái màn hình đây. Và cuối cùng là em chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video ngày mai.